sao bây giờ 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 tôi nghĩ cái trò được nè. Bây giờ tôi cái gì đại gia đình mình nói là muốn review cái cầu mà gọi là cái cầu Vạn Lý Trường Thành của khu C á, mà đi được không? Mà nghe nó nó đâu có được, nó bị nghe nó bị Khóa rồi mà. khóa cầu này, nó không có cho mình vô được. Cái vậy có cái kiếm cái trò gì nhậu nhẹt không? Trời á hả? Kiếm gì trò nhậu nhẹt đi. Cách làm cho hoa nở trong vòng 1 giây. Không, cái này không có đâu. Cái này không có, chỉ có cái mấy người mà ảo thuật, nhưng mà cái ảo thuật người ta bắt bài hết rồi. Anh kiếm cho em một bông hoa sen, hoặc là một búp hoa sen, hoặc là một búp hoa súng. Không giấy hả? Hoa thật luôn. Em làm cái là nở luôn. Đốt hả? Không có đốt, cầm trên tay mình á, thả ra anh nở, làm có cái chuyện đó anh nở nó xòe rộng ra luôn, rất là đẹp, giống như mấy người mà gọi là gì gì trên trên ảo thuật gia của nước ngoài đó vậy. Anh được qua nó này làm gì, nó là cái đơn bình thường, nhưng mà cái đó là bông giả chứ không phải bông thật đâu. Bông thật luôn, mình làm trên cây được luôn, làm cho hoa nở liền luôn. Qua đây anh cái chỗ nào có hoa súng không, đi xin cho em 1-2-3 búp đây về thiết kế nha. Tôi biết ở đâu, thuốc trong kia xa lắm. Đây đây thiết kế nha. Đây, hay đây, mà. Đây. Phi mà, phi. Ờ tượng đây. Hai tay tượng. Tính ra râu đẹp ghê ta. Không, đẹp, giờ nó đẹp lắm rồi. Đây, hồi súng này. Để thiết kế cho mọi người cái mẹo rất là hay về bông súng. Qua đây xin mấy cái bông súng về nhà thiết kế. Cho rồi. Cho hả? Cho hả? Lấy bông hả? Lấy bông thôi. Ừ, lấy đi. Ừ, lấy mấy cái lấy nụ thôi. À, lấy bông nụ đó, lấy xin 2-3 nhánh vậy đó. Đó. Đi làm một cái trò tuyệt vời luôn, làm cho nó nở luôn á. Cái nào nở chữ Tết nó này luôn nè. Nó to quá rồi. Chờ cái còn cái này chứ đâu còn cái nào nữa đâu. Làm cho nó nở trước Tết luôn. Súng nở Tết cũng thần. Ừ. Súng mà nở vô thường chứ. Dạ, yeah, ngồi cái đầy vậy. À, ok, cũng okay. Được, bao nhiêu tiền vậy? Ok, bông súng nha, để thiết kế mọi người nở trước Tết luôn nha. Ok. Thổi đi, ông thổi nghe nó thổi gì, nó văng ra gì. Bây giờ có trò rất hay, bây giờ bông súng như thế này, chưa nở đúng không? Mày làm sao cho bông súng nở nhanh và liền luôn. Làm trên cây cũng được, mà hồi nãy trên cây người ta kỳ quá, mang về đây biểu diễn cho chơi thôi. À. Và anh cũng biết có cái trò làm dây chuyền, anh cũng biết rồi đúng không? Biết chơi chuyền biết rồi. Anh ra đây ngồi cho thoáng xíu nè anh Khai. Đây luôn hả? Ừ. Như sân khấu luôn hả? Ừ. Khó bộ biểu diễn. Rồi ok nha. Rồi. Đơn giản thôi. Vậy để tôi giới thiệu đi. Ừ. Cách làm cho bông sen, bông súng nở nhanh. Đây là một cái trò ảo thuật của nhà ảo thuật gia Khải Trùm Sò Điệp. Rồi ok. Trùm Sò Huyết chứ. Trùm Sò Huyết. Rồi ok, một tay anh sẽ nắm giữ lại. Bóp bông lại. Bóp lại. Rồi, khúc cuối nè, anh cầm nè. Anh đẩy lên. Gãy không? Không gãy đâu. Đẩy lên đúng không? Ừ. Tay giữ cứng nha. Rồi đẩy lên. Kỹ là không có cho nó tuột lên đúng không? Đúng rồi. Đẩy lên. Đó, ngồi để ý nè. Cho nghĩ là lên luôn nè. Đó. Gãy ngay cái rúp rồi đó. Đúng rồi, thả ra. À. Đó. Là nó sẽ nở ra. Đồ. Đó. Đơn giản thôi. Đây là cách đơn giản giúp cho một bông súng nở ngay tức thì luôn. Để nó búp nhỏ nở được không? Được, búp nhỏ là vẫn làm được luôn. Thử cái kia. Ok, anh cứ thử cái đó xem sao. Ủa, cái này nở đẹp quá. Rồi ok, anh nở ra rồi thấy không? Đây là một bông hoa. Chưa nở đúng không? Búp mà. Rồi. Cầm lên. Rồi ok. Tay này, cầm này. Bây giờ nó gãy. Rồi, anh đẩy lên. Đẩy tút luôn đúng không? Đúng rồi, tút lên. Giữ chứ không có cái bông nó lòi lên đúng rồi. Đẩy tút luôn không? Đúng rồi. Cho nó lòi cái nhĩ trong nó ra. Đó, đúng rồi, chùm chùm lên. Anh cảm giác nó lòi lên. Đó, nó nhu lên nè, thấy không? Nó nhu lên rồi đó. Nè. Người cảm thấy nó lòi càng rộng càng tốt. Đó, lòi lên cái này nè. Đó, thấy nó nhu cái này lên đó. Nhu lên thấy chưa? Nó nhu cái này lên nè, ok rồi nè. Đó. Rồi mọi người thả ra. Ba. Nó sẽ nở ra. Đó, sẽ nở hoa ra. Vậy nó nở nó khép lại được không? Cái gì? Nó nói là bông súng là sáng nở, chiều khép mà. Tại vì cái này là em đang nói là cách làm cho bông súng nở tức thì làm cách này ok. Cái này anh làm trên cây vẫn được luôn. Nhưng mà cái dụ như bông súng đó mà gọi là nó đang có búp, mình muốn chụp hình để cho nó có búp nở, làm cái này đúng không? Đúng rồi. Đồ, được á. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó là cách đơn giản nhất để làm cho bông súng, bông sen nở nhanh tức thì, đơn giản vậy thôi. Em quan sát không kỹ giờ em sẽ làm lại chậm chậm cho anh coi nha. Bây giờ nha.
em ví dụ anh ghép lại bông hoa này bình thường đi, bây giờ anh sẽ cầm lại mọi người coi nè, mọi người cầm như thế này. Sao hồi nãy không bứt nhiều nhiều quá, có hai cái à? Thì anh bứt ngay bứt. Rồi ok, mọi người sẽ đẩy lên đó, để mọi người coi nè đó. Sau khi mọi người đẩy lên sẽ trùng, nó sẽ trùng như thế này. Trùng. Đó, nó trùng, trùng, trùng như thế này đúng không? Đó, nó trùng. Rồi, mọi người sẽ nhìn qua bên đây. Đó, mọi người sẽ đẩy lên, nhụy sẽ lòi lên đó, nó sẽ lòi lên, đó lòi lên. Mọi người cảm giác cái nhụy nó lòi lên như thế này là ok rồi. Mọi người chỉ cần thả ra là sẽ bung ra thôi. Đó là sẽ bung ra. Đó. Cách đơn giản. Cách đơn giản làm cho hoa sen cũng làm được luôn, hoa súng làm được luôn, nở tức thì luôn. Ok. Đó ok nha, mọi người có ý kiến nào thì bình luận ở dưới nha. Cái này anh mọi người có thể mang đi đố hoặc là mang đi tặng hoa cho người yêu cũng được. Cầm một bông hoa đang nở, quẹt qua một cái nở luôn, người ta hết hồn. Đúng. Đúng rồi. Đúng. Ok, nhớ đăng ký bật chuông và hẹn lại tất cả clip sau.